Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Người dân ở các địa phương trên địa bàn thị xã tập trung thu hoạch lúa vụ mùa. Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, xã Ai Hà đã và đang chủ động triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2021, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thị xã chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo 35 thị xã đã ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh hoạt động phát ngôn trên không gian mạng của một số fanpage, hội nhóm không chính thống của thị xã, tăng cường chỉ đạo, định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tập trung giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức cá nhân có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên Internet, mạng xã hội. Bên cạnh đó, đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thị xã, trọng tâm là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Hệ thống tuyên giáo thông tin, truyền thông toàn thị xã đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công an thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành, thực hiện việc quản lý, răn đe, cảm hóa, giáo dục, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng thường xuyên sử dụng Facebook để đăng tải, bình luận các nội dung quan điểm sai trái thù địch. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội đề nghị tăng cường vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, tạo sự lan tỏa trong xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận trong nhân dân về phòng chống dịch, từ đó cùng chung sức, đồng lòng, tin tưởng, chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung để sớm chiến thắng dịch bệnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thị xã nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm của thị xã là rất lớn, nhiều chỉ tiêu còn đạt thấp, dự báo còn nhiều khó khăn trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Từ tình hình trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước, chống phá sự phát triển của thị xã Nghi Sơn bằng nhiều thủ đoạn để gây mất ổn định tình hình và an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo 35 thị xã, các đồng chí là cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn thị xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là đề nghị cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị từ thị xã đến cơ sở, các thành viên trong ban chỉ đạo 35, các thành viên cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc tình hình nhân dân để định hướng dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành
các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và không nghe, không làm theo những tin xấu độc và những tin xuyên tạc của các thế lực thù địch bất mãn và những kẻ cơ hội chính trị phát động và thực hiện tốt các cái phong trào thi đua tại các cơ quan, các đơn vị, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế xã hội và góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của thị xã trong những tháng còn lại của năm 2021. Và chúng ta cũng cần phải là kịp thời để biểu dương các gương người tốt việc tốt, những mô hình phát triển kinh tế, cách làm hay, cách làm sáng tạo, và đặc biệt là những đơn vị, những cơ quan mà có những biện pháp, giải pháp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã của chúng ta. Nội dung thứ hai là giao ban tuyên giáo tỉnh ủy là cơ quan thường trực ban chỉ đạo 35 thị xã để chỉ đạo các cơ quan truyền thông như là phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch, trung tâm chính trị thị xã và ban tuyên giáo các xã phường phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và thông tin kịp thời các hoạt động về sự phát triển của thị xã Nghi Sơn, định hướng tốt dư luận xã hội và đưa tin kịp thời khách quan về những vấn đề, về những vụ việc mà dư luận xã hội đang quan tâm. Thì đây là cái việc làm rất cần thiết, rất cần thiết. Đồng thời phải phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời thông tin, lên án, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, những luận điệu xuyên tạc để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, để cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã phải nhận thức đúng về vấn đề, tạo được sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân và để chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nội dung thứ ba là đề nghị công an thị xã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo và đoàn thanh niên của thị xã là xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyên truyền cho lực lượng thanh niên, mà trước hết là lực lượng thanh niên trong các trường trung học phổ thông về luật an ninh mạng. Và theo đó thì cũng đề nghị với công an thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai đồng bộ các biện pháp về đấu tranh, về ngăn chặn và xử lý các hoạt động sử dụng không gian mạng phát tán tin xấu, tin độc và thông tin sai sự thật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã yêu cầu các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, từ đó phản ánh khách quan, trung thực, kịp thời về dư luận xã hội để định hướng đúng và tích cực trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, những luận điệu sai trái, bịa đặt, chống phá Đảng và nhà nước. Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 35 rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài để tham mưu tích cực, kịp thời cho Ban Thường vụ Thị ủy để chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý dứt điểm, từ đó ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng kích động, xúi dục, làm phức tạp tình hình, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, tạo sự hoài nghi trong nhân dân, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn đã đến trao kinh phí hỗ trợ làm nhà và dự lễ khánh thành nhà máy ấm tình thương cho hội viên Lê Thị Thúy, thôn Thông Bái, xã Tân Trường. Chị Lê Thị Thúy có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, có 3 con nhỏ hiện đang đi học. Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tân Trường hỗ trợ 10 triệu đồng để chị có thêm kinh phí xây dựng nhà. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ giữa tháng 7 năm 2021 với tổng diện tích 55 m2.
đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với số kinh phí xây dựng là 125 triệu đồng. Ngoài số kinh phí hỗ trợ của thị hội và mặt trận tổ quốc xã, số còn lại được anh em họ hàng giúp đỡ về vật chất cùng với ngày công lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong thời gian qua, Công an xã Phú Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát các khu vực tập trung đông người trên địa bàn nhằm tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế. Thời gian qua thì được sự chỉ đạo quan tâm quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã cùng với sự vào cuộc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Phú Sơn, thì công tác phòng chống dịch trên địa bàn thì cũng được đạt được một số kết quả nhất định. Đáng chú ý là ngày 9 tháng 9 năm 2021 vừa rồi thì một số công dân từ cái địa bàn xã Yên Mỹ, huyện Đông Cống có sang mà không thực hiện các biện pháp chống dịch, phòng chống dịch thì lực lượng công an xã đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xã xử lý hai hành vi. Thứ nhất là hành vi về xâm hại sức khỏe đến người khác, phạt một đối tượng, mức phạt là 3 triệu đồng và xử phạt 6 cái trường hợp là thực hiện không đúng các biện pháp phòng chống dịch, phạt mỗi trường hợp là 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2021, các đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng sinh năm 1984, Lê Quang Thành sinh năm 1975, Nguyễn Xuân Hữu sinh năm 1978, Nguyễn Ngọc Thắng sinh năm 1996, Hoàng Văn Duy sinh năm 1994, Hồng Văn Long sinh năm 1964, cùng trú tại thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Đông Cống. Các đối tượng trên đi thuyền đến địa phận thôn Bình Sơn, xã Phú Sơn để đánh cá. Thời điểm trên không đeo khẩu trang. Sau khi các đối tượng trên cập vào phần đất liền thôn Bình Sơn, thì anh Đỗ Viết Tùng, sinh năm 1985, trú tại thôn Bình Sơn, xã Phú Sơn, ra nhắc các đối tượng đeo khẩu trang và rời khỏi địa bàn. Thì Hoàng Văn Duy trên thuyền bước xuống và dùng cây ném vào lưng anh Tùng. Hậu quả anh Tùng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác minh, anh Đỗ Viết Tùng không có yêu cầu đề nghị gì về thương tích của mình, nên hành vi của Hoàng Văn Duy đã vi phạm vào điểm E khoản 3, điều 5 Nghị định 167/2013 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Quang Thành, Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Ngọc Thắng, Hoàng Văn Duy, Hồng Văn Long đã vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công an xã Phú Sơn đã tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Sơn ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng nêu trên, đồng thời tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Phú Sơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Trong thời gian tới, thì Công an xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Phú Sơn tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp mà cố tình vi phạm đối với công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra vũ trang trên địa bàn để phát hiện, xử lý các trường hợp mà vi phạm về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đón trẻ trở lại trường sau một thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, cùng với việc dạy và học, trường mầm non Thanh Sơn đã và đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Theo đó, khi đưa trẻ đến trường, nhà trường đều đề nghị phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi cho trẻ vào lớp. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường luôn quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cách phòng dịch đến phụ huynh và các cháu, đảm bảo lớp học luôn sạch sẽ, thông thoáng, tạo môi trường học tập an toàn. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các giáo viên thường xuyên cập nhật khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông qua những hình ảnh sinh động để truyền tải đến trẻ theo cách dễ hiểu nhất. Đồng thời chuẩn bị vòi nước sạch cho học sinh rửa tay bằng xà phòng, chuẩn bị đủ nước uống hợp vệ sinh. Mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng. Thực hiện công văn hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân và Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghi Sơn về việc cho trẻ mầm non đi học sau thời gian dừng học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường mầm non Thanh Sơn chúng tôi đã triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đón trẻ đến trường. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường, thì trong thời gian qua, nhà trường đã tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn để sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện thêm một số hạng mục công trình đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất,
cũng như trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhà trường. Về cái công tác vệ sinh, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã phối kết hợp với đoàn thanh niên xã Thanh Sơn dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học, khuôn viên nhà trường, cũng như mua sắm máy đo thân nhiệt, nước rửa tay diệt khuẩn, đảm bảo đủ điều kiện để đón trẻ đến trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh, học sinh phải đảm bảo thông điệp 5K khi đưa trẻ đến trường nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ sau thời gian dừng học. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, xã Hải Hà đã chủ động triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2021. Ngay từ đầu năm 2021, xã Hải Hà đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Hải Hà hiện có 421 tàu thuyền có công suất nhỏ, hoạt động ven bờ, vì vậy xã đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi có bão lũ xảy ra, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra hoạt động của tàu cá, đồng thời liên lạc với chủ tàu, gia đình chủ tàu, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú tại phía đông cầu Yên Hòa khi có bão áp thấp nhiệt đới gần bờ, nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi khi có bão, tổ chức kiểm tra các công trình, kè cống qua đê trước mùa bão lũ và xây dựng phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra, xây dựng phương án di rời các hộ dân tại các khu vực sung yếu. Ủy ban nhân dân xã Hải Hà đã triển khai cho các hộ có tàu thuyền là gia cố và neo đậu đảm bảo về tính mạng và tài sản của công dân. Tại khu vực cầu Yên Hòa thì thường xuyên xảy ra các cái sạt lở, cũng khuyến cáo người dân khi đi tham gia giao thông thì cũng phải đảm bảo cái công tác an toàn trong cái mùa mưa bão. Đặc biệt là chúng tôi đã triển khai chỉ đạo cho các trường, các nhà văn hóa là gia cố đảm bảo cái phòng chống lụt bão và tài sản tại các nhà trường. Xã Hải Hà đã và đang chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2021, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Vụ mùa năm 2021, người dân trên địa bàn phường Nguyên Bình gieo trồng 270 ha lúa. Hiện nay, các trà lúa đã chín rộ. Địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Với 6 máy gặt trên địa bàn, người dân đã cơ bản thu hoạch xong ở 4 tổ dân phố: Phú Quang, Xuân Nguyên, Thành Công, Tào Trung. Trong bối cảnh một số tổ dân phố trên địa bàn đang thực hiện chỉ thị 15 và 16 để phòng chống dịch COVID-19, phường Nguyên Bình đã xây dựng phương án thu hoạch. Theo đó, trong quá trình thu hoạch, các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hỗ trợ thu hoạch cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly y tế. Địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch với năng suất ước đạt 41 tạ trên hecta. Vụ mùa năm 2021, xã Ngọc Lĩnh gieo cấy được 303 ha lúa với các giống như Quốc tế 1, TH989, BC15, MB3. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa của xã Ngọc Lĩnh đã chín. Người dân đang tập trung xuống đồng thu hoạch. Để giúp người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, ngoài hai máy gặt đập liên hợp trên địa bàn, xã Ngọc Lĩnh đã tạo huy động thêm 9 máy từ các địa phương khác trên địa bàn thị xã đến hỗ trợ người dân thu hoạch. Hiện tại, xã Ngọc Lĩnh đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích với năng suất ước đạt 25-30 tạ trên hecta. Phấn đấu đến cuối tháng 9 sẽ hoàn thành thu hoạch vụ mùa để tập trung cho sản xuất vụ đông. Đến thời điểm này, 120 ha lúa vụ mùa trên địa bàn xã Phú Lâm cơ cấu bởi các giống phù hợp với đồng đất địa phương cho năng suất cao như BC15, Thiên Yêu, Bắc Thịnh cũng đã bắt đầu chín rộ. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, người dân đã thuê 4 máy gặt đập diện tích lúa mùa. Theo đánh giá thăm đồng của Ủy ban Nhân dân xã, năng suất ước đạt 40 tạ trên hecta, cao hơn so với vụ mùa năm 2020. Vụ mùa năm 2021, người dân trên địa bàn xã Thanh Thủy gieo cấy hơn 280 ha lúa,
chủ yếu là các giống lúa lai. Đến thời điểm này, các trà lúa mùa của xã đã chín rộ. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, xã Thanh Thủy đã huy động 4 máy gặt, trong đó có 2 máy gặt của huyện Quảng Xương. Các máy gặt đã được thực hiện test nhanh kháng nguyên và thực hiện 3 tại chỗ, vừa kịp thu hoạch lúa, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, nên lúa vụ mùa sinh trưởng phát triển tốt. Tính đến thời điểm này, người dân trên địa bàn xã đã thu hoạch được 90% diện tích lúa, năng suất ước đạt 40 tạ trên hectare. Thông điệp 5T, pháo đài chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội. 1. Tuân thủ nghiêm 5K, thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà. 2. Thực phẩm đủ tại nhà, cung cấp đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người bị nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương. 3. Thầy thuốc đến tận gia, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế, tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà, cung cấp túi thuốc cho người bệnh. Sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. 4. Test COVID tất cả, thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao, vùng đỏ, vùng cam, để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện. 5. Tiêm chủng tại phường xã, tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.